Ok các bạn nhá, thì hôm nay mình mới lên đù lên trên này để lấy xe của anh Hùng KK để về trên xưởng, về trên xưởng để sửa cái gầm bệ với các thứ cho anh Hùng ấy. Nhưng mà xe thì mình vừa mới đây các bạn này. Đây. Xe của anh Hùng KK để đây là bị quá. Ôi thôi. Các bạn nhá, ui thay rồi, các bạn nhìn này, nhìn này. Bị đập kính. Quá. Nhưng mà lên rồi chưa biết đâu. Không biết. Ở đây luôn hả? Ở đây luôn. Để đây bị kính nào, bề kính nào. Ôi trời, ai làm như thế? Để mình vào mình lấy chìa khóa nhá, đây này. Mình để đêm hôm qua thì là lúc ngủ ấy thì nó là thằng trộm ấy nó đập cái chỗ này này để thò vào đây này. Au ai à, ai à, để mình vào mình lấy chìa khóa nhé. Bị đập kính hôm qua ấy. Ôi trời. Đêm qua ấy, sáng nay bảo vệ điện lên báo mà. Thôi rồi. Để ngay cửa hàng đây, cửa hàng mình này. Đây, làm sao đi lui ra để cho mọi người xem nhé. Đây cửa hàng mình đây. Đây là cửa hàng nhà mình đây. Đấy, cửa hàng nhà mình đây. Cửa hàng này thì với cả bên khu trung tâm ăn uống này, bên nhà hàng này là chung một chỗ cùng với đất. Đấy. Còn nhà bên kia, nhà thì ở đằng sau này. Để đây mà còn bị đập cửa. Bác ơi, chìa khóa xe ô tô đâu? Thì đập mẹ xe đâu nữa. Ừ, chìa khóa đâu? Của anh Quý cầm. Anh Quý cầm à? Thôi không tốt lắm. Để đây, để ngay cửa nhà đây mà. Ở đây có cả bảo vệ mà thằng trộm vẫn còn đập được kính xe như này. Để điện cho anh Hùng đấy. Không biết bị mất gì không. Để mở cửa ra xem bị mất gì không. Cái không nhỉ. Đây. Nhìn đủ ơi. Dạ. Nhìn đủ thò vào đây mở cái cửa ra không. Mở cửa hả? Ừ. Dạ. Nhìn đủ giữ cái này để mở cửa ra xem nó. Để mở cho. Đấy. Không mở nữa. Đập nó thêm nào đi. Để thường ở đây có tay áo này. À đúng rồi. Được chưa? Chỉ cần gạt ra là mở được mà. Gạt ra, gạt cái chốt ra. Không, đây nó có cái nút này gạt ra. Không thấy đâu, có leo đây này. Có phải không? Có mà. Nghe khôi ra. Này, không lùi lại đây ngay trên đây này. Đây này, nhìn đuôi không phải đâu. Rút tay lại đây cơ. Rút tay ra đi, rút tay ra ngoài đi. Đây hả? Rút tay ra ngoài đi. Vâng. Rút tay ra ngoài đi. Đây. Đây hả? Ừ đấy đúng không? Không nhưng mà phải gạt ra. Được anh. Đấy, ngay đây. Quay. Ôi giời mấy thằng. Không tốt. Đây, về chỗ cửa kính này ra này. Xong nó thò tay vào đây này để mở cái chốt này này, xong để vào đây này. Ui. Chết rồi, mất ấy rồi. Mất hộp đen rồi. Ôi. Chán này. Nhìn đủ cầm để điện cho anh Hùng KK. Vâng. Xe mình để của anh Hùng ở đây thì đưa anh Hùng ra sân bay thì để một hai hôm ấy mình rảnh thì mình mang xe này lên xưởng để sửa gầm bệ cho anh Hùng ấy. Để đây ấy mà để mới có đêm hôm qua mà đến ngày hôm nay mà trong đêm đã bị đập rồi. Chán thật. Để điện cho anh Hùng KK cái. Bị nó đập kính. À để đâu đấy nó đập à? Đây này, để ngay cửa hàng nhà mình luôn mà bị đập kính này. Kính bên cửa không?
Đây, đập kính ở bên cửa này. Đập kính ở bên cửa xong vào trong xe lấy mất hộp đen rồi. Hộp đen luôn à? Nó lấy mất hộp đen rồi. Để có một đêm đấy, để tối hôm qua, để sáng nay mang về trên xưởng để đi sửa gầm đấy. Ở đây có bảo vệ chứ mà không biết là bọn nào đập. Em nghĩ là chắc ở trong cái khu xa xa kìa, chắc bọn trong xóm trong kia kìa. Đây, đập đúng đây này. Cửa phụ này, xong mở cửa vào này. Gọi xe kéo về đến quỷ, đến xưởng anh quỷ ấy. Vâng, thì để bây giờ em gọi xe kéo lên trên xưởng để xem kiếm cái hộp đen để lắp vào để ấy, để sửa. Đưa về đến anh quỷ xong rồi có gì để anh kiện anh quỷ. Vâng. Thôi không cần phải điện đâu, để em ấy cho em xử lý xong không? Cứ xử lý là sao nó sao đâu anh em, mình tính. Vâng, không em phải tiến nhá. Vâng, không sao đâu anh, để em xử lý. Ok. Dạ, ok nhá. Ok. Buồn lắm. Đen này. Buồn liếc. Ta tu đu bê. Buồn lắm thật đó. Nó mà để ở đây mà cũng bị đập, có bảo vệ nha mọi người nhá. Eu lhe perguntei, aconteceu aonde? Ele disse, não sabe, sempre estou com o carro embora. E ele sempre me mandou para encontrar o outro dono para hoje, que vamos deixar partir. Você tem que olhar, ele era meu velho, abri a cura. Ele disse, tem parque, por que ele está no carro? O carro está cheio de cama. Mas aqui tá não, com aqui tá muito seguro, mas bater vidro assim tá muito comum. Seguro para o grupo que está aqui de jovens, paro aqui. Vai ser ele vender esse meu quintal, tá cheio de cama, era só baixar. Cửa hàng xăm nhà mình đây. Mà để xe cửa này mà bên này là nhà hàng có bảo vệ mà cũng vẫn bị đập cửa, đập kính. Để đây quá là an toàn đấy. Bon dia. Dạ, ta tudo bem. Dạ, ok. Đây giới thiệu qua cả nhà nhé, đây là cửa hàng xăm cơ sở trên Talatona của công ty mình nhé. Senhor? Eu tenho o link, obrigado. Ah, ok, ok. Ah, tá, tem. Ok, obrigado. Đi uống nước đi. Ok. Giờ làm nào gì vậy? Buồn lắm. Cực tổng nhiều thế. Giờ không biết đi kiếm hộp đen ở đâu ấy. Thì có khi là mình sẽ tạm thời cứ để xe ở đây. Để ở chiều tầm tí nữa thì mình sẽ kéo xe này về bên xưởng. Kéo xe này về bên xưởng xong mình sẽ đi tìm hộp đen cho anh Hùng nhé. Mình ra chợ mình sẽ hỏi em có cái hộp đen không để thay xe cho anh Hùng. Thay vào xe cho anh Hùng. Ấy lấy quá. Anh Hùng về, anh Hùng gửi xe đây cho mình, nhờ mình thay cho cái gầm bệ ở dưới, sửa cho cái gầm bệ. Thì hôm trước thì anh Quý có đi xe này. Anh Quý đi xe này thì để trên đây thì để, tại vì đi hai xe mà mọi người. Đi hai xe thế là phải để một xe ở lại còn một xe để đi. Thì nhà mình thì không có sân. Ở bên này nhà mình trên thành phố này không có sân. Chỉ có để ngoài đường như này thôi.
Nhưng mà đây có bảo vệ mà vẫn bị đập xe. Chán thật. Không có máy quay ở phía ngoài à? Có máy quay đấy. Kia cả máy quay kia, không biết nó sẽ tới không, để mình sẽ xin trích xuất camera. Nhưng mà nói thật với các bạn là kể cả có xem camera ở bên đây hay là không đi chăng nữa thì cũng khó có thể gọi là mình nhận dạng được ra hay là để bắt được, vì là những cái thằng trộm ấy nó không phải là gọi là người quen đấy mà nhìn ấy, mà gọi là nhận biết được. Chán này. Chán lắm. Đây, lên đùa. Đây. Quay đập này. Ồ. Mà đập rất chuyên nghiệp nha mọi người nhá. Đập như thế này là đập rất chuyên nghiệp nha. Đúng. Liên đu center bằng cái trộm ở bên này ấy, họ mà đập được kính xe ấy, ví dụ như trộm vặt ấy, thì là họ sẽ vào trong đây và họ sẽ có cái gì họ lấy hết. Nhưng mà theo như mình thấy ấy, thì đây là trộm này là trộm rất là chuyên nghiệp. Vì vào trong xe là mục đích chính là chỉ lấy mỗi hộp đen. Mình nghi anh này sẽ là một thợ sửa xe. Tại vì sửa xe thì họ thiếu cái hộp đen ấy, thì họ mới biết là vào trong xe để họ tháo được cái hộp đen của cái xe giống như này để họ lấy. Chứ đây mọi người nhìn này, ở bên này nhá, nếu mà trộm vặt nhá, các cái sạc này cũng bị mất này, sạc này chắc chắn là sẽ bị mất này. Này, rồi trong xe này thuốc này, rồi có nghĩa là những cái đồ gì giá trị ở trong xe là đều lấy hết. Đây này. Rồi tai nghe. Đúng rồi. Dây sạc này. Rồi tất cả các thứ là sẽ bị lấy mất nhá. Nhưng mà xe áo này không đây này, áo này cũng ấy này, mà đặc biệt nhất là đây này. Nước ngọt, nước này đây, có cả nước ngọt luôn này, cũng không lấy này, tại vì đây pin này cũng không lấy này. Cái gì nhỉ? Thuốc à, cái gì thuốc đây, đầy đồ này, có lấy đâu. Nên là mục đích chính của cái anh trộm này vào xe này là chỉ cả chìa khóa này, cái gì không lấy này. Đấy, cái thằng trộm này vào ấy là mục đích chính là chỉ lấy mỗi cái hộp đen này thôi, là có nghĩa là đang anh này đang là sửa xe đây này. Nếu mà lấy thì không lấy chứ. Lấy cả cái này luôn chứ, trong đây đầy đồ này, đây đầy đồ luôn này. Mù không lấy này, mù cũng không lấy luôn này. Thế không nhỉ? Ơi mày quá. Nước này, đây mũ của mình này, mày chạy nước này không lấy. Nước đây không lấy này, mũ của Tuti này. Trước ngồi xe đây mà. Quan trọng nhất là đen. Quan trọng nhất là cái hộp đen. Như đủ biết hộp đen không? Không, cái hộp, có biết đâu. Cái hộp đen này là cái hộp đen để là điều khiển toàn bộ cái xe này. Và là cái kiểu dạng như là giống như con người nó có một cái bộ não ấy. Đúng rồi. Đấy, thì cái hộp đen này nó cũng kiểu như vậy đấy. Ồ, thằng trời ơi. Đây này. Cộng một. Và chắc chắn là hẳn biết là đất tiền rồi, tiền đất là ở bên đây đập như này. Bình thường ấy, nhà mình cũng rất hay là bị đập kính, tại vì mình biết mình để trên thành phố ấy, những cái khu mà lộm nhộm ấy, mình để xe đấy chỉ có vào khoảng tầm vài phút thôi là mình đã từng bị đập mấy lần kính rồi, cũng đã từng bị đập mấy lần kính rồi. Nhưng mà họ đập bằng các cái búa ấy, các cái chai to ấy, hay là các cái vật dụng to ấy, thì tất cả các cái này này nó sẽ vỡ vụn ra luôn. Nhưng mà đây họ đập kiểu gì mà vỡ được đúng vừa tròn cái tay để chui vào lên đủ. Không biết được. Đấy, đập như này rất là giỏi luôn đấy. Rồi. Đập mỗi một lỗ nhỏ để thò tay vào đây để mở cái cửa này ra. Không bể cả kính luôn. Kinh khủng nhỉ? Chuyên nghiệp đấy. Trộm này khôn đấy, trộm này siêu đấy. Khôn lắm. Đi học rồi. Đi học rồi. Hắn biết rồi. Hắn biết rồi. Hắn học rồi. Bắt rồi. Không tốt. Buồn lắm ạ. Làm sao đi theo Mỹ ấy, đi theo anh mà anh Việt Nam ấy. Xe để xe trên thành phố nguy hiểm lắm. Trên thành phố rất nguy hiểm. Thôi mình xin phép kết thúc video ở đây nhé mọi người. Thì mình với Lindo sẽ đi gọi xe cứu hộ để kéo xe này về trên kia. Xong rồi sau đó mình sẽ sửa xe sau nhé mọi người. Ok, chào các bạn nhé. Chào các bạn.